Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi làm tiếp theo cái phần trong quyển sách của giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, Dấu giày Vatican trên quê hương tôi. Con số giáo sĩ và tín đồ Kitô Do Thái bị giáo hội La Mã sát hại sau vụ tàn sát những tín đồ Kitô theo phe giám mục Arius. Không ai biết rõ con số nạn nhân này là bao nhiêu. Trong cuốn The Dying and Fall of the Roman Church, cựu giáo sĩ Martin Malachi nói về thảm cảnh của họ như sau. Họ cố gắng để tồn tại cho đến mấy chục năm đầu của thế kỷ thứ năm. Rồi thì họ biến mất từ người một. Một số thì nhập vào giáo hội La Mã, luôn luôn là tư cách cá nhân, không bao giờ có trường hợp cả cộng đồng hay toàn thể các nhà thờ Kitô Do Thái theo đạo Kitô La Mã. Một số khác lẫn vào trong khối người theo nghi lễ mới của giáo hội Đông Phương. Người Syriac, người Assyrian, người Hy Lạp, người Armenian. Nhưng rất nhiều người đã chết vì lưỡi gươm của quân lính La Mã truy lùng họ như những hạng người sống ngoài vòng pháp luật. Chết đói vì bị tước đoạt mất ruộng đất để sinh nhai và không thích nghi được với cuộc sống ở các nơi đô thị. Một yếu tố khác nữa là sinh suất của họ lại giảm xuống tới số 0. Vào khi tiểu sử của ông Giêsu khác hẳn với phúc âm, được viết bằng tiếng Trung Hoa và lưu hành ở Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 7, thì không còn tín đồ Kitô Do Thái tồn tại nữa, và dòng dõi bà con của Chúa cũng không còn nữa. Khắp mọi nơi, giáo hoàng La Mã đều ra lệnh phải tôn trọng và hành xử quyền hành của giáo triều Vatican. Rồi vào giữa thế kỷ 15, giáo triều Vatican ban hành sắc chỉ Romanus Pontificus vào ngày 8 tháng 1 năm 1454. Trong thời giáo hoàng Nicholas thứ 5 năm 1447-1455, nội dung của sắc chỉ này được linh mục Trần Tâm Tĩnh nói rõ như sau. Sắc chỉ Romanus Pontificus do Đức Giáo Hoàng Nicholas thứ 5 năm 1447-1455 ra ngày 8 tháng Giêng năm 1454, theo quyền lực Chúa ban và quyền lực của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng ban cho triều đình Lisbon, Bồ Đào Nha toàn quyền tự do xâm lăng, chinh phục, chiến đấu, đánh giặc và khuất phục tất cả các quân Saracen, tức người Ả Rập, các dân ngoại đạo và các kẻ thù khác của giáo hội. Gặp bất cứ nơi nào, được toàn quyền chiếm cứ tất cả các vương quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng, toàn quyền chiếm đoạt tất cả của nổi và của chìm của chúng, và bắt tất cả chúng đó làm nô lệ vĩnh viễn. Kể từ đó, các nhà lãnh đạo của tôn giáo này thi hành kế sách cấu kết với các cường quyền bản địa để duy trì và củng cố quyền lực tại các địa phương đã có chân đứng, và các cường quốc Âu Mỹ như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ và Hoa Kỳ. Riêng Hoa Kỳ từ năm 1945 đem quân đi đánh chiếm các nước ở ngoại lục địa Âu Châu làm thuộc địa. Sự kiện này được sử gia Akromahatan xác viết rõ ràng với nguyên văn như sau. Nghiên cứu các tiêu chuẩn lịch sử cho thấy rằng trong nhiều thế kỷ, giáo hội La Mã liên kết đồng hóa các mục tiêu tôn giáo với các mục tiêu của các cường quốc đương thời. Như chúng ta đã thấy, giáo hội đã dùng sách lược công thức này ở Á Châu khi giáo hội liên kết với các cường quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Pháp trong một thời kỳ.
Hết trích. Ở Âu Châu, sách lược trên đây cũng được áp dụng, nhiều lần trong thế kỷ 20 này. Có lúc giáo hội đã liên kết với nước Pháp, liên kết với đế quốc Gia Tô Áo. Liên kết với đế quốc Gia Tô Áo Hung trong thời đệ nhị thế chiến, rồi trước và trong thời đệ nhị thế chiến thì giáo hội lại liên kết với các chế độ độc tài Ý và Đức của phe hữu bằng cách đồng hóa với các cường quốc trên đây vào thời đang lên về các quyền lợi kinh tế, chính trị và chiến tranh. Giáo hội đã thâu tóm được rất nhiều quyền lợi vì rằng không còn một siêu cường Gia Tô nào kể từ khi đệ nhị thế chiến chấm dứt mang theo sự hủy diệt của chế độ phát xít ở Âu Châu. Giáo hội La Mã quay ra chọn Hoa Kỳ để liên kết thành một liên minh chính trị. Đây là hành động để đối phó với sự bành trướng của nghĩa cộng sản Bolshevik và siêu cường Nga Xô sau thời đệ nhị thế chiến. Tình trạng này khiến cho cả giáo hội La Mã lẫn Hoa Kỳ cùng lo sợ và bắt buộc hai thế lực này liên kết với nhau thành một liên minh thực sự trong thời chiến tranh lạnh. Cũng từ đó, giáo hội La Mã hay Kitô giáo trở thành đại thảm họa không những cho các dân tộc Âu Châu và các dân tộc trong các vùng ven biển Địa Trung Hải, mà còn là đại thảm họa cho các dân tộc thuộc địa của các đế quốc thực dân xâm lược cấu kết với Kitô giáo ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những nhận xét cay đắng về giáo hội La Mã ở khắp nơi. Như vậy là các dân tộc Âu Châu là nạn nhân đầu tiên, điêu đứng nhất và lâu đời nhất của đạo Kitô. Chính vì thế mà các danh nhân, các đại triết gia người Âu Châu có rất nhiều kinh nghiệm để đưa ra những lời lên án và tố cáo những hành động vô cùng độc ác, hết sức xấu xa và cực kỳ ghê tởm trong Kinh Thánh, Cựu Ước, trong Tân Ước, cũng như những hành động tội ác siêu bịp bợm, cực kỳ bạo ngược và dã man đến cùng độ dã man của đạo Kitô và của giới tu sĩ áo đen. Bằng chứng là tại Hy Lạp, thi sĩ Simonides năm 556 trước Tây lịch tuyên bố: càng suy nghĩ về chủ đề thần thượng đế, tôi càng cảm thấy trở nên tối tăm. Triết gia Empedocles năm 495-435 nói: không có thần nào làm ra thế giới, cũng chẳng có người nào làm ra thế giới. Thế giới từ nó vẫn luôn luôn như vậy. Đại triết gia Aristotle năm 384-322 trước Tây lịch tuyên bố: con người tạo ra thần theo hình ảnh của chính con người, không chỉ theo hình dạng của con người mà còn theo lối sống của con người. Tại Pháp, văn hào Voltaire gọi đạo Kitô là cái tôn giáo ác ôn. Học giả Henri Guillemin gọi giáo hội La Mã là cái giáo hội khốn nạn. Hoàng đế Napoleon 1769-1821 nói rằng: ở bất cứ thời đại nào và ở bất cứ nơi nào, linh mục cũng đem đến cho người ta những gian dối và sai lầm. Hoàng đế Francis I 1494-1547 coi việc giáo hội chia đôi trái đất cho riêng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào năm 1493 là một hành động ngang ngược, rồi lớn tiếng công khai đưa ra lời tuyên bố khinh thường và nhạo báng quyền lực Vatican như sau: ai là người có thể chỉ cho ta thấy tờ di chúc của ông tổ Adam nói rằng quả địa cầu này được để lại cho hai nước Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha? Ta sẽ rất hân hoan nếu thấy trong lời chứng của Adam có câu nói loại ta ra khỏi một phần
chia của thế giới Lutheria năm 1959. Sử gia Pierre Gassoté ghi nhận mấy điểm quan trọng nhất trong những điều khoản căn bản này như sau: Thượng Đế không hề cho tôn giáo Giáo hội La Mã một thứ quyền hành gì về các vấn đề thế tục, và Giáo hội không có quyền trực tiếp hay gián tiếp trút phế các vua chúa. Denis Diderot năm 1713 năm 1785 nhận xét: Kitô giáo dạy chúng ta phỏng theo một vị thần độc ác, quỷ quyệt, ghen tuông và không thể nguôi trong những cơn phẫn nộ của ông ta. Sự cuồng tín chỉ cách sự mang rợ có một bước. Hãy xét cái hình ảnh mà người ta vẽ cho chúng ta thấy về đấng tối cao. Người có đầu óc ngay thẳng nhất sẽ ước rằng hắn ta đừng hiện hữu. Văn hầu Victor Hugo năm 1802 năm 1885 viết: Khi anh bảo tôi rằng thần của anh đã tạo ra anh theo hình ảnh của ông ấy, tôi trả lời rằng hắn ta phải thật là xấu trai. Trong mỗi làng đều có một ngọn đuốc soi sáng là người thầy giáo, và một kẻ làm tắt bó đuốc đó chính là ông linh mục ở xứ sở tại đó. Baron de Montaigne năm 1689 năm 1755, một thành viên Hàn Lâm Viện Pháp. Baron de Montaigne năm 1689 năm 1755 tuyên bố: Không có vương quốc nào phải chịu đựng nhiều nội chiến như là vương quốc của Chúa Kitô. Nếu các hình tam giác mà tạo ra một vị thần thì chúng sẽ làm cho ông ta có ba mặt. Lịch sử có đầy những cuộc chiến tranh tôn giáo, nhưng chúng ta phải nhận xét cẩn thận, không phải vì có nhiều tôn giáo mà là có nhiều chiến tranh, mà vì tinh thần bất khoan dung của một tôn giáo Cato hay Gia Tô, nghĩa nghĩ rằng mình có quyền thống trị. Nhà báo Jacques Ren Herbert ngày 15 tháng 10 năm 1757, ngày 24 tháng 7 năm 1794 tuyên bố: Các bạn người Pháp, các bạn hãy nói cho tôi nghe xem có được không, nếu cái người mà các bạn gọi là Đức Thánh Cha cương quyết chống lại luật pháp của các bạn có ngu xuẩn và hèn hạ đến độ phải từ bỏ luật pháp của các bạn hy vọng gì ở một ông giáo hoàng? Giáo hoàng hay là đờ mờ gì đó, giáo hoàng, hãy tin ở tôi đi, bây giờ là đến lượt các bạn. Cả trong 10 thế kỷ qua, giáo hoàng đã áp bức các bạn quá nhiều rồi. Người dân Pháp gọi giới tu sĩ Kitô là lũ quả đen. Tại Ý Đại Lợi, nhà cách mạng lão thành Ý Đại Lợi Giuseppe Garibaldi năm 1807 năm 1882 khẳng định rằng Vatican là con dao găm đâm vào tim nước Ý. Linh mục là hiện thân của sự sai lầm. Giáo hội Cato là nàng hầu của sự chuyên chế và là kẻ thù trung kiên của tự do. Tại Đức, hoàng đế phổ quốc Friedrich de Rich năm 1712 năm 1786 tuyên bố: Mọi nhà thần học đều giống nhau, mục đích của họ là luôn luôn đặt bạo quyền lên trên tâm thức con người. Do đó, họ khủng bố tất cả những người nào trong chúng ta
dám liều phanh phui sự thật này của họ. Nhà xã hội Đức August Bebel năm 1840 năm 1913 tuyên bố: Kitô giáo là kẻ thù của tự do và là kẻ thù của văn minh. Nó kìm hãm nhân loại trong gông xiềng. Tại Anh, triết gia Anh Thomas Piner năm 1737 năm 1809, tác giả cuốn sách nổi tiếng Thời đại của lý trí, nhận xét như sau: Cuốn Tân Ước dạy chúng ta những gì? Tin rằng đấng toàn năng phạm tội lăng nhăng với một người đàn bà đã có chồng, và tin vào cái chuyện lăng nhăng này gọi là đức tin. Nguồn gốc của những sự độc ác ghê tởm nhất, của những sự tàn bạo dã man khủng khiếp nhất, và của những nỗi khốn khổ to lớn nhất giáng lên đầu nhân loại nằm ở trong cái gọi là mặc khải, hay tôn giáo mặc khải. Tin vào một vị thần độc ác làm cho con người thành độc ác. Một thầy giáo giỏi có ít hơn là 100 ông linh mục. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ James Madison năm 1751 năm 1836 nhận xét: Trong gần 15 thế kỷ, cơ sở hợp pháp của Kitô giáo đã được phán xét. Hoa trái của Kitô giáo là gì? Ở khắp nơi, không nhiều thì ít, sự lười biếng và hậm hĩnh của giới giáo sĩ, sự ngu tối và quỳ lỵ của giới tín đồ, sự mê tín, sự cố chấp và bạo hành trong cả hai giới. Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson năm 1743 năm 1826 tuyên bố: Trong mọi quốc gia và trong mọi thời đại, linh mục đã thù nghịch đối với tự do. Thượng đế của giáo hội La Mã là một nhân vật có những đức tính cực kỳ độc ác, ưa thích trả thù, bất khoan dung, đồng bóng và bất công. Đã tới 50-60 năm tính từ ngày tôi đọc cuốn Khải Huyền, và từ đó tôi coi nó là chỉ là những lời điên dại mê sản của một kẻ cuồng điên. Nhà cách mạng Hoa Kỳ Ethan Allen năm 1738 năm 1789 nhận xét: Giáo lý Chúa Ba Ngôi là vô căn cứ và có khuynh hướng đưa đến mê tín và thờ hình tượng. Khoa học gia Hoa Kỳ Benjamin Franklin năm 1706 năm 1790 nói: Cách nhìn mọi sự việc bằng đức tin là phải nhắm con mắt của lý trí lại, không được sử dụng đến lý trí. Học giả Hoa Kỳ Robert Ingersoll năm 1833 năm 1899 tuyên bố: Tôi muốn gì cho ngày Giáng sinh, tôi sẽ bắt giáo hoàng phải vứt đi cái mũ ba tầng của ông ta, cởi bỏ bộ quần áo thiêng liêng của ông ta, và thừa nhận rằng ông ta không hành động cho thần Kitô, Chúa Kitô hay ông thượng đế của giáo hội La Mã. Không phải là không thể sai lầm, mà chỉ là một người Ý thông thường. Tôi sẽ bắt tất cả những ông hồng y, tổng giám mục, linh mục phải thừa nhận rằng họ chẳng biết gì về thần học, chẳng biết gì về thiên đường hay hỏa ngục, chẳng biết gì về tương lai của nhân loại, chẳng biết gì về hồn ma hay bóng quỷ, và cũng chẳng biết gì về thiên thần hay thần thánh. Tôi muốn toàn thể thế giới không còn bất công nữa, không còn mê tín nữa. Một thầy giáo giỏi có giá trị hơn 1.000 linh mục. Trong nhiều thế kỷ, cây thập giá và lưỡi gươm là đồng minh của nhau, cùng với nhau chúng tấn công nhân quyền, chúng chống đỡ cho nhau. Nếu Kitô giáo chỉ là ngu đần và phản khoa học, nếu thần thượng đế của Kitô giáo chỉ dốt nát
và có lòng tốt nếu Kitô giáo chỉ hứa hẹn cho các tín đồ một sự hỷ lạc vĩnh hằng. Và nếu tín đồ Kitô thực hành đức hạnh tha thứ mà Kitô giáo răn dạy, thì tôi là người chẳng đụng gì đến những tín ngưỡng của họ. Những Kitô giáo còn có một mặt khác, tôn giáo này không những ngu đần mà còn lắt léo, không những phản khoa học mà còn vô nhân tính. Thần Thượng Đế của tôn giáo này không những dốt nát mà còn ác độc. Tôn giáo này không những hứa hẹn cho tín đồ một phần thưởng vĩnh hằng mà còn khẳng định rằng hầu hết mọi người, tín đồ hay không tín đồ, đều bị giam cầm trong tòa hình ngục của Thần Thượng Đế và sẽ vĩnh viễn đau đớn. Đó là sự man rợ của Kitô giáo. Tại Phi Luật Tân gần đây nhất, tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte của Phi Luật Tân, một quốc gia có tới trên dưới 90% là công chiên, đã không ngần ngại thốt ra một câu nói đầy lòng khinh bỉ và lên án cái giáo hội khốn nạn là băng đảng tu sĩ áo đen tại quốc gia của ông. Câu nói lịch sử này như sau: giáo hội công giáo La Mã đầy ưu thế là định chế đạo đức giả nhất và tố cáo một số giám mục là đã tham nhũng vì từng xin ân huệ những chính trị gia, kể cả xin ông ta. Kevin Trần, tổng thống đắc cử Phi Luật Tân, nguyền rủa giáo hội công giáo và các giám mục ngày 1 tháng 6 năm 2016. Cũng nên biết, nơi mà ngày nay gọi là vùng lãnh thổ của nước Phi Luật Tân vào thời trước thập niên 1560 là địa bàn sinh sống của một người dân bản địa mà đại đa số là người Malaysia. Họ sống quần tụ với nhau thành từng nhóm giống như các nhóm dân Mỹ bản địa ở Mỹ Châu năm 1565. Các dân tộc sống trên quần đảo mà ngày nay gọi là Phi Luật Tân bị liên minh thánh xâm lược Tây Ban Nha và Vatican cưỡng chiếm và bị thống trị bằng những chính sách vô cùng tham tàn, cực kỳ bạo ngược và hết sức dã man, y như chúng đã làm ở châu Mỹ Latin trong các thế kỷ 16, 17, 18. Hậu quả của chính sách cai trị ác độc và dã man này đã làm cho dân tộc Phi Luật Tân rơi vào thảm trạng không khác gì thảm trạng của các dân tộc bản địa ở châu Mỹ Latin. Sự kiện này được tác giả Phan Quốc Đông ghi lại trong bài viết Nỗi ăn năn thống hối của một người theo công giáo với nguyên văn như sau: tôi cũng đã đọc kỹ lịch sử của giáo hội Vatican, tiểu sử của từng vị giáo hoàng, các phương pháp bành trướng tôn giáo của họ tại các lục địa khác ngoài Âu Châu, phương pháp nào nhanh, phương pháp nào chậm. Phương pháp nhanh nhất được thực hiện bởi thực dân Tây Ban Nha tại các xứ thuộc châu Mỹ Latin thật là vô cùng tàn ác. Họ dùng gươm giết hết những người đàn ông, đàn bà bản xứ, chỉ còn lại toàn đàn bà con gái thôi, để họ vừa bắt buộc theo đạo vừa hãm hiếp đồng hóa. Số người bị giết lên tới mấy chục triệu. Đây là phương pháp truyền đạo của phái bộ truyền giáo Tây Ban Nha được giáo hoàng Alexander thứ 6 năm 1492 năm 1503 hỗ trợ. Đi du lịch ở các xứ này, ta chỉ thấy toàn những người lai mà thôi, hầu như không còn một người bản xứ nào sống sót. Tại Phi Luật Tân, họ cũng giết hàng triệu người, đập phá toàn bộ các đền thờ cổ, thủ tiêu hoàn toàn mọi chứng tích của nền văn minh cổ của xứ này. Ngôn ngữ văn tự, truyền thống văn hóa hoàn toàn mất hẳn. Vì liên minh xâm lược Tây Ban Nha, Vatican thi hành các chính sách vô cùng bạo ngược và cực kỳ dã man. Như vậy mà ngày nay, vào năm 1995, tại Phi Luật Tân, dù rằng con số tín đồ Kitô lên tới 83%, tổng thống đắc cử Rodrigo Duterte cũng phải công khai lên án rằng
giáo hội Công giáo La Mã đã đầy ưu thế định chế đạo đức giả nhất và tố cáo một số giám mục là đã từng tham nhũng vì từng xin ân huệ những chính trị gia. Hết trích. Tại Việt Nam, học giả Trác Lê Nguyễn gọi đạo Kitô là đạo bịp và đạo máu. Người viết gọi, nghĩa là giáo sư, giáo sư Nguyễn Mạnh Quang gọi là cái tôn giáo ác ôn này là đạo lưu manh, đạo ăn cướp. Gọi như thế là căn cứ vào những khu rừng tội ác mà cái giáo hội khốn nạn này đã liên tục chống lại nhân loại trong gần 2.000 năm qua và liên tục chống lại dân tộc Việt Nam từ hậu bán thế kỷ 17 cho đến ngày nay. Còn lời của người đọc là cái đạo Kitô là đạo biến làm mà siêng ăn, chuyên dụ dỗ, phỉnh lừa, phỉnh gạt, chịu ảnh hưởng sâu nặng của nền đạo lý Cato với chủ trương duy ngã độc tôn. Nền đạo lý này tự cho là số một trong thiên hạ, gần như toàn thể giới người được gọi là cái đấng chủ chăn và tập thể con chiên người cuồng tín đều mang nặng tất cả các đặc tính của nền văn hóa Cato. Vì thế mà dù linh mục Trần Lục là một người thâm nho và có bằng cử nhân nho học thì đó cũng chỉ là một nước sơn ở ngoài giống như chiếc áo tu hành của hắn mà thôi. Cốt lõi trong tâm hồn của hắn là Kinh Thánh Kitô và toàn bộ những lời phán dạy bất lương của các đấng bề trên trong giáo hội La Mã như sau. Một giáo sĩ điệp viên dòng tên Alexander Rhodes đã thóa mạ chà đạp tất cả các tôn giáo truyền thống của Việt Nam trong cuốn Phép Giảng 8 Ngày Roma, Bộ Truyền Giáo Roma 1651. Hai, tên giáo sĩ nào đến Việt Nam truyền đạo cũng đều dạy bảo con chiên người Việt phải hết lòng phục vụ Chúa, thực ra là phục vụ giáo hội La Mã hay Kitô giáo, coi giáo triều Vatican như là cha mẹ và đặt quyền lợi của giáo hội La Mã lên trên tổ quốc và gia đình, cha mẹ, anh em, con cháu và vợ hay chồng. Những đặc tính vong thân, vong bản, phản quốc, phản dân tộc và mất hết nhân tính của bọn người này đều được sử sách, cũng như các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận và hiện đại đều khẳng định như thế. Chính vì vậy mà trong suốt chiều dài lịch sử từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày nay, các linh mục và con chiên người Việt đã liên tục tiếp tay với giáo triều Vatican trong liên minh xâm lược Pháp Vatican và liên minh xâm lược Mỹ Vatican trong những hành động tội ác cưỡng chiếm đất nước ta làm thuộc địa, hành động bất bình, bất chính, phản quốc. Đại gian đại ác này được giáo hội La Mã và bọn con chiên người Việt gọi là mở rộng nước Chúa. Hàng ngày họ đọc kinh lạy cha để cầu cho việc cưỡng chiếm nước ta được thành công. Trong cụm từ nước cha trị đến, vì thế mà chúng ta có thể nói rằng những người đã trở thành con chiên của giáo hội La Mã đều là những người đứng vào hàng ngũ của những phường phản quốc, phản dân tộc. 3. Lời phán dạy của giáo hoàng Phaolô thứ 4 năm 1555 năm 1559 được sách sử đã ghi nhận như sau. Năm 1232, giáo hoàng Rocli thứ 9 năm 1227 năm 1241 thiết lập tòa án xử bọn dị giáo gọi là Inquisition. Cha con tố cáo nhau, vợ chồng tố cáo nhau, anh em tố cáo nhau, bạn hữu tố cáo nhau, hàng xóm láng giềng tố cáo nhau, vân vân, trước tòa án của giáo hội. Giáo hoàng Phaolô thứ 4 năm 1555 đến năm 1559 tuyên bố: nếu bố tôi là dị giáo đồ, tôi cũng sẽ chụm củi thiêu sống ông ta luôn. 4. Các nhà truyền giáo dạy dỗ con chiên người Việt Nam rằng: đừng thừa nhận chính quyền nào không chịu thần phục tòa thánh Vatican. Giáo hoàng ở trong tòa thánh Vatican mới là vị vua tối cao nhất của họ, chỉ phải tuân phục quyền lực của tòa thánh Vatican mà thôi.
5. Linh mục Hoàng Quỳnh dạy rằng thà mất nước chứ không thà mất Chúa. Ngày 27 tháng 8 năm 1964, tướng Khánh đã triệu tập hội đồng quân dân cách mạng bầu tam đầu chế, gồm 1. Đại tướng Nguyễn Khánh làm Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, 2. Đại tướng Dương Văn Minh làm Chủ tịch Chính phủ thực chấp làm bù nhìn cho bù nhìn, 3. Đại tướng Trần Thiện Khiêm làm Chủ tịch Hội đồng Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi các tướng đang họp ở Bộ Tổng Tham mưu, thì ở ngoài hàng rào Bộ Tổng Tham mưu, Nguyễn Khánh giật dây linh mục Hoàng Quỳnh, Tổng Quỳnh đấy, xách động các phần tử cuồng tín từ các trại định cư Xóm Mới, Hố Nai, Gia Kiệm, Bùi Môn biểu tình trước Bộ Tổng Tham mưu, đòi hỏi yêu sách phục quyền cho các phần tử cần lao với khẩu hiệu thà mất nước chứ không thà mất Chúa. 4. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn nói cả xóm đạo đều xem nhất Chúa, nhì cha, thứ ba Ngô Tổng thống. Mấy ngàn giáo dân ở đây không ai bảo ai, nhưng trong lòng mỗi người đều ngầm mang một cái ý niệm về trật tự trên dưới y nhất Chúa, nhì cha, thứ ba Ngô Tổng thống. 5. Giáo dân được dạy phải hãnh diện, được làm tôi tớ hèn mọn cho Chúa. Chính vì thế mà nhà báo Long Ân mới đưa ra nhận xét: có người đã nhân danh tôn giáo để làm những chuyện điên cuồng nhất, đã nhân danh tôn giáo để biện minh cho quyền lực phi nhân áp đặt lên đầu kẻ khác. Có người đã phải phản lại tôn giáo, đã chặt đứt cái cầu đưa đến cuộc tìm kiếm chính mình, đã cúi đầu đi trên bốn chân để từ con người trở về với nguồn gốc của con người súc sinh. Con cừu á, đặc biệt là bọn người đã bị súc vật hóa trên đây luôn luôn hành xử cực kỳ gian trá, vô cùng xảo quyệt và dã man, đến cùng độ của dã man không khác gì loài dã thú trong rừng xanh. Sự kiện này được sử gia Lorraine Bodner nói ngắn gọn như sau: khi là thiểu số, giáo hội La Mã là con cừu. Khi ngang số, giáo hội La Mã là con cáo. Khi chiếm đa số, giáo hội La Mã là con cọp. Phần trình bày dưới đây sẽ làm rõ nét những khu rừng của đủ mọi thứ tội ác mà giáo hội La Mã, gồm các hành giáo phẩm, các hàng giáo phẩm, kể cả con chiên, đã liên tục chống lại nhân loại trong gần 2.000 năm qua. Thế chúng ta làm tới đây, để phần sau mình sẽ làm cái chương 1. Đây là cái phần cũng là phần dẫn nhập, nhưng mà dẫn nhập là đã 2 clip rồi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn clip sau để làm chương thứ nhất.